Chào mừng quý vị đến với ngôi nhà của niềm vui và tình bằng hữu. Ngôi nhà đó có tên là Nhập Gia Tùy Tục. Em ghét anh. Các em biết tại sao anh mập như thế này không? Thay vì chồng anh có em đó. Tưởng là trong anh có em bé. Chúng ta sẽ chào đón người mẫu Võ Hoàng Yến. À? Anh đừng kêu bằng chị. Em mới có 23 tuổi à. Em mới có 23 tuổi à. Ở Pháp người ta rất thích người thon thả. Phải khảo cân cao, so Dustin và Phúc không sống ở Pháp được. Tại sao mọi người mặc định là chân em ngắn? Đó là ngày em ngày đêm đi tập gym như một con điên vậy đó anh. Còn đối với CJ thì phải nhiều thịt. Không, okay. Từng đó. Đầu phải vô. Em thấy anh Salim và anh CJ đều nói có lý. Nhưng mà em anh thì sao? Dạ, mọi người nói có lý. Ok. Nhưng mà em sai căng thẳng đấy ạ. Thầy có là chị là thánh rồi. Thánh rồi. Nhưng mà em đã từng mất đi sức khỏe tâm lý. Vì sao? Em áp lực quá. Đi thẩm mỹ để trở thành một người khác hoàn toàn. Hoàn toàn không đồng ý. Bởi vì CJ không thấy giá trị mà cuộc thi này nó đem ra. Trời đất ơi, ê, không được nha. No. Em đã không tin là Salim nói vậy luôn á. Gia trưởng quá. Khi mà anh vừa nói là khi nào già để không yêu nữa. Không, tôi vẫn yêu. Nhưng mà là Salim sẽ có thể có quyền lấy thêm một vợ nữa. Con xem Nhập Gia Tùy Tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.